À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Một bộ phim Mỹ nơi người Mỹ chả làm được cái tích sự gì. Nhân vật chính là một ông già màu, và Thành Lâm cũng là một ông già màu. Hai ông này cân tim và khiến cho mấy người già trắng trông vô dụng vờ lờ. Giờ cao điểm, theo chân Thành Long và anh Chris da đen nhưng không bị ăn tát. Bộ phim mở đầu tại một tàu chở hàng ở Hồng Kông, nhưng không có pháp sư nào bắn nhau ở đây, mà chỉ có một nhóm người đang vận chuyển những cổ vật Trung Quốc quý giá bị đánh cắp. Một bóng đen từ đầu đột nhập vào trong. Anh là Thanh Tra Ly, đang cùng đội của mình triệt phá đường dây buôn lậu của một gã tên là Jun Tao. Tuy nhiên anh chỉ bắt được Sang, người cầm cu Jun Tao hàng đêm. Ý tôi là cánh tay phải của hắn. Sang thí thằng đệ của mình rồi bỏ chạy. Dù Ly rất cố gắng truy đuổi, nhưng Sang vẫn thành công tẩu thoát. Bù lại, Ly thu hồi được số cổ vật bị ăn trộm, đạt được chiến tích lớn. Anh về báo cáo với cấp trên của mình, tổng lãnh sự Han, và chỉ huy cảnh sát. Anh Thomas Han hào hứng khoe sự thành công của chiến dịch, thứ đách phải của mình cho mọi người trong bữa tiệc. Ai cũng vui mừng vì đường dây buôn lậu của Jun Tao đã bị triệt phá. Rời khỏi bữa tiệc, Ly chạm mặt với Su Yang, con gái của lãnh sự Han. Cô bé trách Ly sao không cùng đi với mình sang Mỹ. Chú đã hứa chờ cháu lớn cơ mà, cứ học đánh gôn đi rồi chú sang. Đừng lo, ở Mỹ vui lắm, thi thoảng có tí xả súng với đánh bom thôi mà. Tua nhanh đến Mỹ 2 tháng sau, ta gặp mặt Carter, một cảnh sát đang trà trộn vào một phi vụ bán hàng trái phép. Anh gặp được kẻ bán hàng, dùng tài năng xạo lin thiên bẩm của mình để qua mặt hắn. Ơ kìa, cất súng đi bạn ơi, phòng này chơi dao mà. Mà cái gì đấy, C4 á? À, chơi C4 thì được. Cứ tưởng sắp phá được vụ án lớn thì bỗng nhiên hai anh cảnh sát xuất hiện. Họ yêu cầu kiểm tra cả hai người. Tên kia hoảng quá lấy luôn Carter làm bia đỡ đạn, nhưng bị anh đánh gục. Carter ra hiệu cho mấy ông cảnh sát lượn đi chỗ khác, còn mấy bố thì kiểu mày là thằng nào? Tao là bố của chúng mày, chúng mày là con tao. Tên bán hàng ngoi lên từ Arsenal, tặng mỗi ông một viên kẹo đồng rồi lên xe tẩu thoát. Carter không còn cách nào khác phải nổ súng, tình cơ bắn nổ luôn đống C4 trong cốp. Tên bán hàng vẫn sống vì đã nhảy ra khỏi xe, nhưng sống không bằng chết vì kiểu gì cũng phải ngồi tù. Trở lại với Han và con gái trên đất Mỹ, khi Su Yang đang đi học thì tên Sang xuất hiện chặn đường, thủ tiêu hai người tài xế và bắt cóc cô bé. Su Yang cố gắng chống trả, thậm chí còn phải biến thành Tom Cruise, nhưng cô bé vẫn bị bắt lại. Han được FBI thông báo về vụ việc, ông yêu cầu vụ này phải do Lee đảm nhận vì ông không tin vào mấy thằng tư bản da trắng. Mấy bố FBI thì là hay tự ái, nghe Han nói thì dỗi vãi đái, quyết không để Lee tham gia vào vụ này. Họ cần một kế hoạch để xua đuổi Lee, kiếm tạm chú bé đần nào đấy để đi hẹn hò với Lee này là xong. Người đó không ai khác chính là Carter, lúc này đang khoe chiến tích đần độn của mình cho đồng nghiệp. Tưởng pro thế nào, Carter lại là G2 eSports của sở, đã thế còn không có đồng đội nào, ra là có chị gái này. Thôi chê, đàn bà là những niềm đau. Carter còn hay tin mình sắp bị đình chỉ công tác, đang chạm đáy nỗi đau cùng với Eric thì sếp gọi anh vào và giao cho nhiệm vụ đặc biệt của FBI. Dâu mấy cù, đoán xem ai chuẩn bị làm cu ly cho FBI nào. Thế là Carter vênh váo đến đại sứ quán. Chào ngài, James Carter, điệp vụ hai mang bang tổ lái phái đua xe lốt đinh đến 99%. Profile khủng đấy, nhưng tao cần mày đi hẹn hò với một thằng châu Á. Dù rất cay cú nhưng Carter vẫn phải nhận công việc chết tiệt này. Lee lúc này đã đến nơi. Ây dâu Minion, Gru đâu? Mẹ bán cầu bên kia đéo biết đùa. Carter chở Lee đi dạo phố, mồm Carter như gắn motor điện, trong khi Lee chỉ quan tâm đến việc đến đại sứ quán và cô bé Su Yang. Nhưng Carter không thể đưa Lee đến đó, thay vào đó anh quyết định tự giải quyết vụ này. Anh đến gặp thằng đệ của mình ở khu phố hoa để moi thông tin. Có một thằng nào đấy đang buồn vũ khí ở đây. Thông tin đã có nhưng Lee bỗng nhiên biến mất. Anh tự mình đến đại sứ quán mà không cần đến Carter. Carter đuổi theo và bắt được Lee. Hai người cuối cùng cũng đã có cuộc trò chuyện đầu tiên. Nhưng mà thằng này nói nhiều vai. Carter đưa anh đến một quán bar để tìm thêm thông tin. Anh tỏ vẻ thượng đẳng với mấy thằng ở đây. Nhưng đến khi Lee ra ngoài thì Carter mới thôi đóng kịch. Chủ ở nơi này là em họ của Carter. Anh ta cho Carter một vài thông tin về tên đang thu mua vũ khí, nhưng mà chả khác gì thông tin thằng trước đó nói. Mật công vờ lờ. Lee ở bên ngoài thì trêu mấy anh da đen, nên bị mấy bố xông vào hội đồng. Lee cần hết cả đám và cùng Carter rời đi. Nhân lúc Lee không để ý thì Carter chói anh bằng cái top 8, nhưng anh vẫn thoát ra rồi tự mình đến đại sứ quán. Tuy nhiên đám FBI ở đây chặn anh lại, khiến Lee phải động thủ. Vì đã chơi đủ Assassin's Creed 180 phút mỗi ngày nên Lee dễ dàng đột nhập vào bên trong. Sau một hồi đánh cho FBI hiểu tiếng quan thoại, Lee cuối cùng cũng đã gặp được ngài Han. Lúc này thì mấy bố FBI không thể đuổi theo Lee được nữa. Carter cũng đã đến đây, được Han chống lưng nên hai thằng này một bước lên mây. Ra oai khích đều mấy bố FBI. Đột nhiên có một cuộc gọi đến, đó là Sang. Hắn yêu cầu một số tiền lớn để chuộc lại Su Yang. Nhờ tài nói không ngậm mồm của mình, Carter đã giúp FBI tìm ra địa chỉ của cuộc gọi. Ngay lập tức có một cuộc đột kích diễn ra, nên thằng ngu cũng biết đây là một cái bẫy. Nhưng FBI thì không, đây chắc chắn là bẫy. Đây chắc chắn không phải là bẫy, là bẫy.
Không, đội đột kích vẫn tiếp tục lao vào. Một quả bom kích nổ và cho cả đội hội ngộ với tổ tiên. Ôi cái địch là bẫy. Ly đá map xung quanh thì phát hiện được Sang, thứ duy nhất ăn được một thằng châu Á, là một thằng châu Á nhưng giỏi hơn. Nhưng thêm một ông da đen vào thì không. Ly suýt bắt được Sang thì Carter chạy đến làm hai người bị rơi xuống. Tên Sang chạy thoát nhưng hai ông thần vẫn thu thập được một ngòi nổ bom. Hai người mang từ đó về sở cảnh sát, gặp chị gái bạn của Carter, một chuyên gia gỡ bom, biết được cái này là ngòi kích nổ C4. Ờ tao biết thằng có C4 này. Carter đến gặp tên bán hàng đầu phim. Thằng này là dị nhân vì nó có ích. Khi cho Lee biết được kẻ đứng sau chính là Jun Tao và hắn đang ở nhà hàng Phúc Châu, mấy ông FBI bây giờ thì sợ vãi đái nên phải ngoan ngoãn như cún đưa tiền cho Sang. Tình cơ địa điểm giao tiền cũng chính là ở nhà hàng Phúc Châu. Lee và Carter cũng đã đến nơi. Hai người nói chuyện qua lại. Lee rất căm thù Jun Tao vì hắn đã giết đồng đội của mình. Carter nói đó cũng chính là lý do mà anh hay chơi solo, vì không muốn phải lo lắng cho bất cứ một thằng đồng đội nào. Người Carter thì dài nhưng mà không phải ở phần não. Anh đi vào trong nhà hàng và gọi thẳng tên của Jun Tao, người lúc này đã lộ thân phận của mình, chính là cảnh sát trưởng Thomas trong bữa tiệc đầu phim. Carter sau đó được gọi lên lầu. Anh kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt của Thomas trước khi bị gang bang bởi chục anh Trung Quốc. Carter đang lo lắng cho cái lỗ hậu của mình thì Lee đã kịp thời ứng cứu, hơi nhà quê tí. Hai người phối hợp ăn ý như phe đồng minh, xử đẹp hết mấy tên lính ở đây. Tuy đã thoát được ra ngoài, nhưng hai thằng đã tình cờ làm cản trở phi vụ tiền chuộc của FBI. Vì điều này, Carter bị đuổi việc, còn Lee bị đưa về Hồng Kông. Tên Thomas aka Jun Tao cũng đã đến đây để chia buồn với ngài Han. Đúng lúc đó có cuộc gọi từ Sang, yêu cầu tiền chuộc phải được đưa đến triển lãm Trung Hoa. Jun Tao vì đã mất một số tiền lớn khi Lee lấy lại số cổ vật đắt giá của hắn, nên cũng khích đều ngài Han để ông trả tiền. Trở lại với Carter, anh nhận ra sai lầm của mình, bỏ qua cái tôi và nhờ cô bạn của mình giúp đỡ, không quên gọi người anh em Lee. Lúc này đang vô cùng chán nản vì sự vô trách nhiệm của mình. Qua vài đường thông não cơ bản, hai người sẽ quay trở lại để cứu Su Yang. Buổi triển lãm đã diễn ra, mấy ông FBI thì hèn vãi cả đái, biết tiền không phải của mình nên cứ theo kế hoạch tiền chuộc. Ba người cũng đã đến nơi. Carter thấy Thomas quen quen nên đã đứng ra làm gián đoạn bài phát biểu của hắn và yêu cầu mọi người sơ tán. Thằng này F0, mọi người chạy nhanh bốn cái chân lên. Nên Thomas cũng lộ ra thân phận Jun Tao của mình bằng cách không thể nào lãng xẹt hơn. Hắn đã cài bom lên người của Su Yang. Thằng nào đến gần là cho nổ tung xác. Carter nhân lúc thằng này đang gáy bẩn thì chuồn ra ngoài, đánh gục tên lính canh và giải cứu cho Su Yang. Nhưng anh cần phải đưa quả bom này đến chỗ cô bạn của mình. Trong khu triển lãm đang trò chuyện căng thẳng thì Carter lao ô tô và xua tan bầu không khí. Giờ khi Su Yang đang ở đây, Jun Tao không thể kích nổ được nữa. Ờ, mày ngon mày bấm đấy, bấm hộ ba mấy cái. Lee đưa Su Yang vào chỗ nấp để chị gái này gỡ bom. Tên Jun Tao nhân cơ hội trốn thoát. Mấy bố FBI thì cả phim chả thấy có tí tác dụng nào. Khi chưa kịp làm được con mẹ thì đã chết hết rồi. Cái gì cũng đến tay Lee. Anh vừa phải bảo vệ cổ vật quốc gia, vừa phải đánh mấy thằng một lúc. Tên Jun Tao với số tiền lấy được sắp tẩu thoát thành công. Lee cầm quả bom đuổi theo hắn ta. Sang cũng đang tìm đường trốn thoát nhưng Carter đã đuổi được đến nơi. Bố mày tìm cái đít vịt Bắc Kinh của mày hơi lâu rồi đấy nhá. Bỏ súng xuống solo 1-1 đấy xem nào. Tao cũng đang muốn lấy lại danh dự cho người da đen này. Không chơi bẩn đấy nhá. Nhưng tên Sang có giấu một khẩu súng thứ hai. Carter cũng thế nhưng anh mới là người chiến thắng. Mày mà rút nốt khẩu trong quần ra thì tao cũng đến chịu đấy thằng ngu ạ. Trở lại với Lee, anh đã đuổi kịp được Jun Tao. Hai bên xô sát khiến vali tiền rơi ra. Hai người rơi xuống. Lee rơi vào khủng hoảng. Tiền rơi vào đầu Carter. Carter rơi vào vòng xoáy của sự tham lam. Chiếc áo có quả bom bị đứt. Tên Jun Tao thành Gwen Stacy. Carter dùng tấm băng rôn cứu được Lee. Anh cảm ơn bằng một chút gay moment. Xuống dưới một tí được không bro? Phi vụ giải cứu hoàn thành, gia đình đoàn tụ, ai về nhà nấy. Nhưng Carter thì về nhà Lee ở Hồng Kông. Trước khi đi, Carter được FBI mời về làm. Tôi dẹp mẹ đi FBI phế phẩm vờ lờ. Và đó là kết thúc phần đầu tiên của giờ cao điểm. Tôi là Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại. Trở lại với cặp đôi Thành Long và Chris Comantat cùng cuộc hành trình chứng minh sức mạnh của mấy ông da màu và sự vô dụng của mấy ông da trắng trong một bộ phim được sản xuất bởi mấy ông da trắng, nhưng lần này là phần 2. Giờ cao điểm 2. Tiếp nối chuyến du lịch sang Hồng Kông của Carter, vừa mới bắt đầu phim tôi ngồi còn chưa ấm đít thì một vụ nổ xảy ra làm nóng cả đại sứ quán mẽo. Cảnh sát trưởng liền liên hệ với Lee nhờ anh giải quyết vụ này. Tại sao lại là tôi? Vì mày là nhân vật chính, đạo diễn bảo gọi cho mày. Đùa rồi, kẻ bị nghi ngờ đứng sau vụ này là Ricky Tan, một người quen cũ của Lee. Lee không muốn làm gián đoạn kỳ nghỉ của Carter nên nói dối là hai người sẽ đi dự tiệc, mục đích là đến hộp đêm để tìm Ricky Tan. Carter thì tưởng mình đến đây để vui chơi thoải mái nhảy nhót hát hò. Trong khi Lee cố gắng vào bên trong để tìm kiếm, Lee rời ra ngoài thấy thằng bạn mình sắp ăn đòn đến nơi thì gọi Carter nói thật với anh mục đích hai thằng đến đây là gì và nơi này nguy hiểm ra sao, khi đây chính là hang ổ của bọn Triad mafia Hồng Kông.
Tưởng Lee chỉ đang muốn phá cuộc vui của mình, Carter giật phù hiệu cảnh sát của Lee ra ngoài dọa nạt mấy thằng ở đây. Ôi tiếp tục đi, bọn tao đang sợ rồi đây này. Hành động phá đám của Carter đã bị phát giác. Một cô gái xinh đẹp và đám đệ tử xuất hiện. Đây là Huli, người cầm cu Ricky Tan hàng đêm. Cả bọn đột nhiên bỏ chạy. Chúng mày 10 thằng nhưng mà lại sợ một thằng à? Chị ơi giờ đi đâu? Trèo lên. Mẹ chúng mày sao không đi cầu thang? Tao sẽ đi cầu thang. Lee trong một lúc vừa phải làm người nhện, vừa phải làm Shang-Chi. Carter thì nhàn hơn rất nhiều. Không nhiều. Vừa trèo lên tầng thượng, Lee đã bị Huli đánh ngã. Anh may mắn bám được vào một thanh tre. Carter kịp thời đến nơi giải cứu. Cứu tôi bạn ơi. Tôi sẽ cứu bạn. Tôi sẽ. Hai thằng bị Huli đẩy ngã vất vưởng trên cao. Cũng may tre Trung Quốc khỏe như thầy ông nội, nên hai cái mạng này tạm thời được giữ lại. Sáng hôm sau, Carter vô cùng tức giận vì Lee đã nói dối mình. Lee xin lỗi và muốn Carter giúp mình phá án. Giúp con c**. Lee đánh chuộc lỗi bằng việc đưa Carter đi thiên đường massage. Carter như tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Khi tất cả những gì tinh hoa nhất của Hồng Kông đều đang ở đây, đột nhiên một anh trai nghiêm túc bước vào, chính là Ricky Tan. Lee muốn gọi cứu trợ để bắt giữ anh ta, nhưng máu liều của Carter nổi lên. Anh tiến đến chỗ Ricky. Ê thằng cu, đứng dậy ra góc kia anh em nói chuyện tí nào. Bạn gái mới của Lee phải không? Không, tao là bố mày. Mày có biết đây là quả body rèn luyện sau bao năm làm nô lệ không? Tao đoán là mày không rèn não của mày đúng không? Còn cái tai của mày chắc cũng không được rèn nhở. Tao bảo mày đứng con mẹ mày dậy. Cũng may là Ricky không chấp mấy thằng có vấn đề về trí tuệ. Và Lee cũng đã kịp quay trở lại. Anh yêu cầu Ricky về sở cảnh sát, nhưng hắn ta từ chối. Giờ mày có về không? À ý em là anh có muốn một cái mông đen bầu bạn tối nay không ý mà. Đấy, mày làm bạn gái với bằng này thằng đi đã. Một cuộc hỗn chiến đã diễn ra, hơi cồng kềnh một chút, nhưng Lee và Carter vẫn xử gọn mấy thằng ở đây. Đâu rồi thằng tiếp theo, khẩn trương lên. Hai thằng bị đám thuộc hạ của Ricky cho thả rồng giữa đường cao tốc và phải nhục mặt chạy về đồn cảnh sát. Lúc này đang vô cùng căng thẳng khi hai ông Mỹ và Trung đều muốn nhận vụ án này. Vụ này tôi đã giao cho Lee rồi. Thế Lee đâu? Đấy, Lee và Carter tiếp tục xảy ra cãi vã. Carter chỉ muốn cả hai nghỉ ngơi thư giãn, còn Lee lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Carter quyết định sẽ về Mỹ, nhưng mà hộ chiếu thì đã rời ở chỗ massage. Lee thì muốn giúp sửa mật vụ, nhưng mấy bố Mỹ không muốn một đông châu Á động vào cái burger của họ. Carter đến chỗ massage để lấy hộ chiếu, đi ngang qua một cô nàng bí ẩn, đó là Huli, đến đây để cài bom hạ sát Lee. Lee may mắn thoát chết, nhưng anh tưởng nhầm Carter đã bị nổ banh xác. Anh vô cùng đau buồn vì kỹ năng nghiệp vụ của mình như Bill. Có người chết trong đấy hay không cũng không biết. Carter thì vẫn thản nhiên tung tăng dạo phố. Anh phát hiện được Ricky Tan đang định đi đâu đó, nên đã theo đuổi hắn ta. Lee lúc này đang nhớ về người bạn của mình. Đoạn này mặt buồn buồn này, gật gù này, rồi lắc đầu này, cười này, xuất sắc. Giờ nghe điện thoại đi kìa. Cảnh sát trưởng gọi cho Lee báo cáo vị trí của Ricky Tan. Cả Carter và Lee đều đã đến chỗ của Ricky. Là một người châu Á, Lee luôn muốn thử thách bản thân. Anh chọn một con đường tiếp cận vô cùng tốn calo. Còn Carter make it simple, cứ đường chính mà vào. Ui chết con tim tôi, em nào xinh thế. Carter tiếp cận cô nàng, biết tên cô là Isabella. Anh xàm lìn về độ giàu có của mình, nhưng bị bóc mẽ là thằng nhà quê. Khi cô nàng quen với chủ của chiếc thuyền, Stephen Rain, cũng là một nhân vật có liên quan đến Ricky Tan. Isabella rời đi, cũng là lúc Carter bật mút nghiêm túc. Anh đi xuống thuyền để điều tra, tình cờ gặp được Lee lúc này đã lên thuyền. Hai người chưa kịp vui mừng thì đám thuộc hạ của Ricky Tan yêu cầu hai người đến chỗ anh ta. Tao mất công đột nhập để chúng mày mời tao à? Lee tiết lộ với Carter tên Ricky chính là phụ tá năm xưa của bố anh, lý giải lý do tại sao Ricky vô cùng nhượng bộ với Lee. Hắn ta thú thật với Lee mình không phải là người đứng sau. Trông tao có giống tin mày không? Hắn sẽ cung cấp thông tin với điều kiện Lee phải cho hắn xuất ngoại ngay lập tức. Huli đột nhiên xuất hiện với khẩu súng trong tay, kết liễu Ricky Tan. Lee một mình chống mafia, Carter cũng một mình nhưng không chống được Huli. À ta cứ thế trốn thoát, Carter vẫn còn chú tác dụng. Anh phát hiện ra tên Rain nghe tiếng súng nhưng không hề sợ hãi. Điều này dấy lên nghi ngờ trong anh về tên này. Việc Ricky Tan chết bị phía cảnh sát hiểu nhầm là do Lee muốn trả thù và đuổi anh khỏi đội điều tra. Carter cũng bị đuổi về Mỹ. Lee quyết định thành thật với Carter. Tên Ricky Tan ngày xưa đã phản bội cha anh. Ông đã bị giết trước khi vụ án được phá. Hai người cuối cùng đã tìm được tiếng nói chung. Carter sẽ giúp Lee phá vụ án này và điểm đến tiếp theo là LA. Để tôi dạy bạn một điều về tội phạm. Cứ thằng nào da trắng mà giàu là thằng ấy có vấn đề. Đặc biệt là mấy thằng da trắng điếc không sợ súng. Thế là hai người quyết định sẽ theo dõi Stephen Rain. Cô nàng Isabella cũng ở đây. Một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện, chính là Huli. Và bưu phẩm kia chắc chắn là một quả bom. Lee và Carter tức tốc chạy sang. Bạn lo quả bom đó, tôi sẽ lo quả bom này. Hai người cuống cuồng tìm nơi tiêu hủy quả bom, nhưng mà người đưa bưu phẩm lại là Bích Phương. Và quả bom chỉ là một cú lừa. Bên trong gói hàng là một đống tiền mặt, còn bên trong bộ Victoria's Secret này là một điệp viên ngầm của sở mật vụ. Đéo tin. Tin chưa? Cho xem lại đi, hình như hoa văn chưa đúng. Isabella cho biết cô là điệp viên hai mang của cả Ricky Tan và Rain. Cả hai tên đang hợp tác để in tiền giả với một mẫu in thiếc. Khả năng cao vì lòng tham nên Huli đã giết Ricky.
Tiền giả này vô cùng giống thật nhưng vẫn có thể được phát hiện bằng phản ứng giữa carbon dioxide, hơi nước, oxy và nitơ. Isabella dụ hai người điều tra vụ này cho mình, nhưng lại nói dối Rain là đã đá hai người ra khỏi chuyện này. Lee và Carter vì gái quên thân, họ đến gặp một người quen của Carter, War Machine, nhưng lại dùng võ tàu. Có mấy tên mang mấy bao tiền đến đây kêu anh giữ hộ. Bạn vừa cất một đống giấy chùi đít và két đấy. Thế thì bạn đến ngay Rain Plaza nhét lại vào đít nó hộ tôi với. Vừa đến nơi, chưa kịp hỏi gì, thì thằng Lễ Tần đã chạy mất, nhưng mà là chạy để gọi hội. Lee và Carter rơi vào bẫy. May có Isabella nói đỡ nên hai thằng tạm thời bảo toàn được mạng sống. Nhưng mà chả ai cứu được cái mồm của Carter. Khu Lee hoàn toàn không vui khi thấy Isabella cứ phá hoại công việc của mình. Một cô châu Á bằng một tá cô châu Âu. Nhưng Khu Lee vẫn rất ganh ghét Isabella. Hai ông tướng kia cũng đã thoát ra, đánh gục những tên lính canh và chạy thoát ra ngoài bằng đường cống ngầm. Tình cờ nơi họ chui lên lại là sòng bạc Red Dragon, cũng chính là nơi sắp khai trương của Stephen Rain. Lee gặp lại Isabella, cô muốn anh đi lấy mẫu in tiền vì thân phận của cô đã bị lộ. Carter không tin Isabella, vạch áo ra mới tin, nhưng anh vẫn giúp Lee đột nhập vào trong. Anh đến một bàn và làm loạn mọi thứ lên, thu hút sự chú ý của tất cả bảo vệ ở đây. Lee thuận lợi đột nhập vào trong. À không, hết thuận lợi rồi. Anh bị lũ lính canh phát hiện, dù đã rất cố gắng chạy thoát nhưng Huli đã chặn ở đầu bên kia. À, ta tặng Lee một viên kẹo dẻo, nhưng được làm từ KNO3. Lee được đưa đi gặp một người tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sau quá quen. Đó là... Anh sẽ vì em làm thứ tình bơm. Không phải, mà là Rick Keaton tưởng chừng đã đăng xuất khỏi trái đất, nay đã đăng nhập trở lại. Sau một hồi giảng đạo, Ricky rời đi xử lý tên Rain, người đang định ăn cắp mẫu in phản bội lại Ricky. Huli định kích nổ quả bom giết Lee, nhưng Isabella lấy khẩu súng đã giấu ra để cứu anh. Hai bên vật lộn giằng co, ngòi nổ bị rơi xuống sảnh. Lee tìm Carter trợ giúp, nhưng Carter ăn hại vãi ở lìn. Suýt chút nữa để Lee mồm một nơi răng một nẻo. Lee vẫn còn tên Ricky phải lo, và Carter được tái đấu với người đẹp Huli. Ngoài cái lắm mồm ra, Carter chả được cái tích sự gì. Cũng may là anh được các cụ độ, nên may mắn đánh ngất được Huli và sống sót sau cú đâm của ả. Lee tìm được Ricky nhưng đã quá trễ. Rain đã chết, hắn ta buông lời dụ dỗ Lee. Giờ mày theo anh, nhà anh cho 5 cái, đi đá anh có người trông. Đưa tao mẫu thiếc, tao tự in, xuống chỗ ông già mày mà lấy. Nhưng thân pháp của Lee quá cao và dễ dàng áp chế Ricky. Hắn ta buông lời khiêu khích Lee. Bản tính nhân hậu khiến anh không nỡ xuống tay, nhưng có thằng mất dạy nào đó cứ đứng ngoài khích đều, làm Lee mất tập trung. Nhân cơ hội Ricky hất văng khẩu súng, định 1-2, nhưng mà 2-1 thì không chột cũng quẻ. Lee đá văng hắn bay ra ngoài cửa sổ, nhưng mọi chuyện chưa dễ dàng kết thúc như vậy. Huli đột nhiên xuất hiện với một quả bom trong tay. Sika, Bliad, hai người chỉ còn cách đu dây để tránh, đu cảng để thoát và phần còn lại để Aura nhân vật chính lo. Ngày hôm sau tại sân bay, Lee gặp lại mấy bố sở mật vụ. Cả phim chả làm được cái con mẹ gì cứ lanh chanh. Cũng may là có chị gái này vớt vát. Lee chào tạm biệt Carter để về Hồng Kông và trao cho anh phù hiệu cảnh sát của cha mình, chính thức quên đi vụ án năm xưa. Nhưng mà ở lại chơi đi, tôi cho bạn mấy chục ngàn tiêu này. Thế thì ở lại luôn chứ gì nữa. Và hành trình của cặp đôi trong giờ cao điểm 2 kết thúc tại đây. Tôi là Quại. Xin chào và hẹn gặp lại. Từ nhà sản xuất của giờ cao điểm 1, giờ cao điểm 2, hãy cùng đến với giờ cao điểm 3. Wow, bất ngờ thật. Không ai nhìn thấy điều đó đang tới cả. Dù gì đi nữa, sau đây là recap. Trở lại với nước Mỹ xô bổ với một vụ xô xe. Cùng với Carter, bằng một cách đần độn nào đấy đã bị đẩy vào làm cảnh sát giao thông. Nhưng giao thông là phụ, giao hợp mới là chủ yếu. Anh túm được hai cô nàng xinh tươi và gọi điện rủ dê ngay người anh em chí cốt của mình, Lee, người lúc này đang hộ tống ngài tổng lãnh sự Han đến tòa án thế giới trong một sự kiện thế kỷ. Ngài Han được tòa án thế giới chống lưng trở thành người lãnh đạo chống lại hội Tam Hoàng, một tổ chức ngầm lâu đời ở Trung Quốc. Ông tuyên bố đã tìm ra được Shai Sinh. Shai Sinh là con mẹ gì thì giờ chưa biết, nhưng tính mạng của Han đang gặp nguy hiểm là rõ ràng. Một tên sát thủ xuất hiện ở tòa nhà đối diện với một khẩu 3Z trong tay, bắn một viên đạn xuyên giáp bạo kích vào ngực ông. Han thì chưa cải châu báu hấp thụ nên giờ vô cùng hấp hối. Lee phát hiện ra tên sát thủ đang bỏ trốn, anh ba chân bốn cẳng đuổi theo hắn. Carter nghe điện đàm báo về vụ ám sát cũng bốn cẳng ba chân chạy đến hiện trường. Trên đường đi, anh gặp được Lee đang vô cùng chật vật đuổi theo tên sát thủ. Tên này tự chạy vào đường cụt nên Lee đã bắt kịp hắn ta. Thì ra cũng là một ông châu Á. Bảo sao Lee đuổi theo khó khăn đến vậy. Đây là Kenji, người anh em ngẩn ngơ từ khi còn chân đất của Lee. Lee không nỡ xuống tay với người huynh đệ của mình, nhưng mà người huynh đệ khác của anh thì có. Carter phi xe lao thẳng vào hai người. Kenji dễ dàng né tránh, Lee thì cũng tránh nhưng mà khó hơn. Hai người trở về bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe của ngài lãnh sự Han. Cũng may là Kenji mắt kém nên viên đạn đã bay trượt tim. Han tạm thời vẫn chưa sang kiếp khác. Carter đòi cảnh sát trưởng phù hiệu để cùng Lee điều tra vụ này. Cảnh sát trưởng ấy dĩ nhiên là đéo cho. Cái thằng cu này phá hoại thế nào còn ai mà không biết nữa. Su Yang cũng đã đến đây để thăm cha mình. Cô nàng Su Yang bé nhỏ ngày nào giờ vẫn nhỏ, nhưng mà những chỗ cần to cũng đã to. Cô muốn hai người tìm bằng được thủ phạm vì hắn sẽ còn dí bố cô cho đến khi đen màn hình thì thôi. Và việc đầu tiên hai người cần làm là lấy một chiếc phong bì mà ngài Han đã giao cho con gái 2 tuần trước, thứ hiện tại đang ở chỗ tập võ của Su Yang. Lee đuổi Carter về vì anh ở đây chỉ tổ vướng tay chân của Lee. Nhưng Carter vốn là vua lì đòn,
anh vẫn chai mặt ở lại, một phần vì lời hứa với Su-yang, một phần vì anh không thể bỏ mặc người huynh đệ của mình. Carter vào trong to tiếng đòi lấy đồ, những người ở đây không cho. Carter tung ra vài món võ ba xu mới xem được ở trên YouTube, mọi người thấy thiểu năng quá nên cũng không muốn dây dưa vào. Nhưng đằng sau cánh cửa này là thành quả của việc ăn cơm quá 180 bữa một ngày. Anh chàng khổng lồ đem hai thằng ra làm trò tiêu khiển. Trong chóng tre này Nobita, nhờ có sư phụ xuất hiện thì anh ta mới chịu dừng lại. Carter được tha nhưng lại quay ra cắn càn, may sao Lee đã cản lại. Anh lễ phép hỏi tủ đồ của Su-yang nhưng đã quá trễ, bọn chúng đã đến cướp mọi thứ trong tủ đồ của cô bé đi. Hai người trở về bệnh viện, nhưng toàn bộ lính gác đã biến mất. Đúng lúc một đám người kỳ lạ tiến vào, biết sắp có biến, hai người giả vờ nằm trên giường bệnh để bẫy bọn kia. Nhưng mà chúng nó đông hơn họ tưởng. Bằng chiếu, lần đầu tiên trong 3 phần phim Lee lại là thằng ăn hại, vừa không ném được súng cho Carter lại còn làm mất chính khẩu súng của mình. Tuy nhiên với sự trợ giúp của Su-yang, hai người đã hạ gục được hết bọn áo đen và còn bắt được một tên để tra khảo. Dù là người tung của nhưng tên này lại chỉ biết mỗi tiếng phú đĩ. Một bà sơ ở đây phải làm phiên dịch viên bất đắc dĩ. Nó nói cái gì cơ? Mày đùa tao đấy à? Cảm thấy tác động tâm lý không ăn thua, Carter chuyển sang tác động vật lý. Họng súng của Carter đã unlock kỹ năng khai của thằng này. Hắn ta cho hai người địa chỉ và cái tên John Pierre. Sau khi có được thông tin, hai người phải đưa Su-yang đến nơi an toàn trước. Còn Han nằm đây không an toàn thì kệ mẹ ổng. Điểm đến là đại sứ quán Pháp. Ở đây có ông Reynard, người bạn thân thiết của Han, như một quả bom bỗng phát nổ. Quá nhiều sự trùng hợp liên quan đến nước Pháp. Lee và Carter phải sang đó để điều tra. Nhưng khi vừa đặt chân đến sân bay thì hai người đã bị cảnh sát ở đây tóm lại và thông cho một trận vì tội mang hàng nóng theo người. Đau hết cả đít vẫn chưa hết đen. Hai anh đi đâu? Số 50 đường không chở nữa. Cút ra. Thôi nào bro, chúng tôi đang gấp vờ lơ. Không chở là không chở. Có phải vì tôi da đen không? Không. Thế chở đi. Không chở. Chở đi. Không chở. Chở đi. Không. Mày thử nói không một lần nữa, thằng khốn nạn này. Nơi họ đến là một sòng bạc trông rất là royale luxury. Hai người chia nhau ra, Carter đi cua gái, còn mọi thứ để Lee lo. Anh tiến đến quầy hỏi thăm, một cô nàng nói có thứ Lee muốn nhưng có vẻ hơi lệch tần số, vì Lee chỉ muốn biết về John Pierre và Shai Singh. Mẹ thằng BD, mất thời gian của bà mày. Cô nàng quay ra tấn công anh, bà này đánh thì ít mà ứ thì nhiều, làm Carter bên ngoài tưởng bạn mình đang quần quật bên trong. Ơ bạn ơi, vui thế, mày vào đây mà vui. Hai người cắp giỏ lên chạy, một đám người áo đen từ đâu chui ra truy đuổi, nhưng ông taxi rất chill, vừa đi vừa ngắm đường, bạo lực không còn dọa được anh ta. Lee chuyển sang bài kích đều, thế là cha tài xế bắt đầu nặng nách. Lee và Carter nhờ đó đã hạ hết mấy tên áo đen. Chưa hết đâu, còn nhiều. Hai người bị đưa đến chỗ Kenji. Vì tình nghĩa huynh đệ, Kenji sẽ thả Lee đi với điều kiện Lee phải rời Pháp ngay lập tức. Đương nhiên là Lee không nghe, vì anh vẫn chưa mờ lem được con hàng Pháp nào cả. Anh đấm vào mồm đám thuộc hạ rồi chạy thoát. Trở về khách sạn, Lee và Carter xảy ra cãi vã. Carter coi Lee như người anh em chí cốt, nhưng Lee chỉ thấy Carter làm vướng tay chân mình. Carter ra ngoài dạo phố, tình cờ gặp lại cô nàng ở sòng bạc. Anh theo đuôi cô ta đến buổi biểu diễn của cô, giờ đã biết tên là Genevieve. Lee cũng gặp lại ngài Reynard, ông ta giải thích cho Lee về Shai Singh, một bản danh sách những tên đầu sỏ của hội Tam Hoàng. Ông nhờ anh giúp đỡ điều tra về cô gái kỳ lạ kia, người đã liên hệ với ngài Han trước đó. Lee cũng tới buổi biểu diễn, anh phát hiện ở đây toàn đồng hương của mình, điều đó đồng nghĩa với tính mạng của Genevieve đang bị đe dọa. Hai người trà trộn vào buổi diễn và cứu cô nàng. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì ba người bắt đúng chiếc xe của anh tài xế lúc trước. Ông này ảo tưởng mình là James Bond nước Pháp nên muốn làm tài xế full time cho Lee và Carter. Trở về khách sạn, Carter đang cố moi thông tin từ Genevieve thì ả sát thủ từng cố giết Lee cũng đã tìm được đến đây. Ba người may mắn sống sót nhưng ở đây vô cùng nguy hiểm, họ phải đến ở nhờ nhà anh taxi. Genevieve cũng nói ra sự thật, cô thực ra là đàn ông. À nhầm, Shai Singh. Và nếu cô để lộ danh sách này ra, hội Tam Hoàng sẽ sụp đổ. Thế sao chúng mày không chụp lại? Không gì quan trọng lúc này hơn tính mạng của Genevieve. Họ đưa cô đến đại sứ quán Pháp. Anh tài xế cũng xin rút lui vì anh rất sợ vợ. Nhưng có một điều rất kỳ lạ ở đây, họ chưa hề nói Shai Singh là một con người, nhưng mà Reynard lại biết điều đó. Ông ta đã tự lòi ra cái đuôi chuột của mình. Lee áp chế ông ta, nhưng Reynard có một kim bài miễn tử. Hắn đã giao Su-yang cho Kenji. Nếu không mang Shai Singh đến thì mang xác Su-yang về. Đương nhiên là Lee sẽ đến. Sau một hồi ôn lại chuyện xưa cùng Kenji, Carter xuất hiện như Fashion Week chĩa súng vào đầu Kenji. Nhưng hắn ta vẫn còn át chủ bài Su-yang. Cô bé đang bị treo ở phía bên ngoài, Carter đành phải hạ súng xuống. Một trận tay đôi cắt đứt tình xưa nghĩa cũ của Lee và Kenji. Kenji bị hất ra ngoài cửa sổ. Lee tỏ ra thương cảm không đúng chỗ nên bị Kenji kéo rơi ra ngoài. Nhưng Kenji rất xanh chín, nhảy xuống đánh nhau tiếp với Lee. Trận chiến giằng co khiến hai người bị rơi xuống tấm lưới bên dưới. Lưới của Pháp làm bảo sao như Paris Saint-Germain, hơi tí là thủng. Lee muốn cứu cả hai người, nhưng Kenji quyết hy sinh mạng sống để cứu người anh em năm xưa của mình. Carter sau khi xử lý hết đám thuộc hạ thì bò ra cứu Su-yang nhưng lại bị ả sát thủ ngăn lại. Mặt thì trông rất tự tin nhưng chết thì cũng rất đần độn.
hai người đưa Su Yang xuống dưới nhưng vẫn còn những tên sống sót cản lại. Lá cờ Li dùng để đánh nhau giờ lại thành bóp tim. Gió kéo lá cờ cuốn Carter đi, Li hết hơi hết hồn kéo Carter lên, chỉ để đẩy Carter xuống. Với lá cờ làm dù, hai người tiếp đất an toàn. Nhưng Genevieve đã bị Reynard uy hiếp. Một tiếng súng chát chúa vang lên, chính là James Bond nước Pháp đến giải cứu. Mọi chuyện khép lại, mấy ông cảnh sát Pháp đứng ngoài gặm bánh mì uống sâm panh, đến cuối chỉ việc vào ăn hôi. Thế thì ăn nốt mấy nghìn Newton vào mồm này. Và cuộc hành trình của Lee và Carter xuyên suốt 3 phần phim giờ cao điểm đã tạm thời dừng lại. Phần 4, mà làm mẹ thì có phần 4. Cột sống của Thành Long cuối cùng thì cũng đã được thanh thản. Tôi là Quại, xin chào và hẹn gặp lại.